Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2017, thứ ba tuần thứ nhất mùa Phục sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô nói với những người Do Thái rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô." Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến." Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ rằng: "Anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này." Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa. Và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa, vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, đĩa cầu đầy ân sủng Chúa. Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa, kìa Chúa để mà coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng. Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa. Alleluia, Alleluia. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu." Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia sao mà khóc? Bà tìm ai?" "Tưởng là người giữ vườn," Maria thưa. "Thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi đến lấy xác người." Chúa Giêsu gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa người: "Rabboni," nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng ta về cùng cha ta, cũng là cha các con."
Về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp. Dù trước kia đã biết Chúa Giêsu, nhưng bà Magdalena đã không nhận ra Chúa phục sinh bằng con mắt thường. Người đã bước vào cuộc sống khác nên cần phải có đức tin mới nhận ra Người. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Chúa thương con và đích thân đến gặp bà Magdalena. Cũng như bà Magdalena, con tưởng có thể nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt xác thịt. Con tưởng có thể ôm chầm lấy Chúa và giữ Chúa lại trong vòng tay. Chính vì vậy, bao nhiêu lần Chúa đến với con mà con chẳng nhận ra Chúa, bao nhiêu lần con đi tìm Chúa mà chẳng gặp được Chúa. Có những lúc chúng con đi bên nhau mà vẫn chẳng nhận ra sự hiện diện của nhau. Người khác có đó mùng mà cũng như chẳng có. Vì chúng con chẳng quan tâm đến nhau, không yêu thương nhau. Ngược lại, có những lúc thân xác xa cách nhau nhưng lòng chúng con rất gần nhau và tưởng chừng đang sống bên nhau. Đó là vì chúng con thương nhau. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin và tình yêu mến để con nhận ra Chúa đang ở bên cạnh con. Chúa đã sống lại và vượt qua giới hạn của thân xác, của không gian và thời gian để đến gặp con trong mọi nơi mọi lúc. Chúa gọi tên con, xin cho con được nhận ra tiếng gọi của tình yêu Chúa. Trên hành trình thời gian, Chúa vẫn bước đi bên con, nhưng nhiều lúc con cảm thấy vắng bóng Chúa. Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa bên cạnh con để con được sống trong bình an và niềm vui. Con xin hứa đến với Chúa trong những điểm hẹn mà Chúa đang chờ đợi con. Đó là lắng nghe lời Chúa và tham dự thánh lễ. Con cũng hứa không sống khép kín nữa để con có thể nhận ra Chúa nơi các anh chị em hằng ngày đang sống bên con. Lạy Chúa, xin giúp con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đôi tay cầu nguyện. Alfred Dunder là một họa sĩ và điêu khắc gia nổi tiếng của nước Đức vào thế kỷ thứ 16. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông đó là bức tranh Đôi tay cầu nguyện. Sự tích của họa phẩm này như sau. Thở hàng vi, Dunder kết nghĩa với một người bạn chí thân. Cả hai đã thề thốt là sẽ giúp nhau trở thành họa sĩ. Để thực hiện ước nguyện đó, người bạn của Dure đã chấp nhận làm thuê làm mướn đủ cách để kiếm tiền cho Dure ăn học thành tài. Theo thỏa thuận, sau khi đã thành công, Dure cũng sẽ dùng tiền bạc của mình để giúp cho người bạn ăn học cho đến khi thành đạt. Thế nhưng khi Dure đã thành tài, danh tiếng của anh bắt đầu lên, thì đôi tay của người bạn cũng đã ra chai cứng vì lam lũ vất vả, khiến anh không thể nào cầm cọ để học vẽ nữa. Một ngày nọ, tình cờ bắt gặp đôi tay của người bạn đang chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Dure nghĩ thầm, ta sẽ không bao giờ hồi phục lại được năng khiếu cho đôi bàn tay này nữa. Nhưng ít ra ta có thể chứng minh tình yêu và lòng biết ơn của ta bằng cách họa lại đôi tay đang cầu nguyện này. Ta muốn ca tụng đôi bàn tay thanh cao và tấm lòng quảng đại vị tha của một người bạn. Thế là kể từ hôm đó, Dure đã để hết tâm trí vào việc thực hiện bức tranh đó. Đó không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng là tất cả tình yêu và lòng biết ơn mà ông muốn nói lên với một người bạn. Bức tranh đã trở thành bất hủ. Nhưng càng bất hủ hơn nữa đó là tấm lòng vàng của người bạn và tâm tình tri ân của nhà họa sĩ. Phúc âm kể lại cuộc gặp gỡ cảm động giữa Chúa Giêsu và một người đàn bà mà mọi người đang nhìn bằng con mắt khinh bỉ.
bởi vì bà ta bị xếp vào loại người tội lỗi. Bất chấp mọi dòm ngó và xì xào, người đàn bà đã tiến đến bên Chúa Giêsu, đập vỡ một bình dầu thơm đổ trên chân Chúa Giêsu và dùng tóc lau chân Ngài. Nhiều người xì xào tỏ vẻ khó chịu. Chúa Giêsu đã lên tiếng biện minh cho người đàn bà và Ngài đã tiên đoán nơi nào tin mừng được loan báo thì nơi đó cử chỉ của người đàn bà được nhắc tới. Qua lời tuyên bố trên đây, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi nghĩ cử, dù là một hành vi nhỏ bé đến đâu và làm cho mọi người nhỏ mọn đến đâu cũng được ghi nhớ muôn đời. Tiền của có thể qua đi, danh vọng có thể mai một, nhưng những việc làm bác ái luôn có giá trị vĩnh cửu. Thánh Phaolô đã nói, trong ba nhân đức tin cậy mến, chỉ có đức mến là tồn tại đến muôn đời. Cuộc đời của mỗi người Kitô chúng ta cũng giống như một bức tranh cần được hoàn thành. Mỗi một nghĩa cử chúng ta làm cho người khác là một đường nét chúng ta thêm vào cho bức tranh. Khuôn mặt của chúng ta có thể khô cằn hoặc rướm máu vì những cày xéo của những thử thách khó khăn. Đôi tay của chúng ta có thể khô cứng vì những quảng đại quay mình. Tuy nhiên, những đường nét bác ái sẽ làm cho khuôn mặt ấy trở thành bất tử. Bài trích sách Lẽ Sống.